Giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy xác nhận lần đầu số 819/TDC-HCHQ ngày 6 tháng 6 năm 2013. Trải qua 10 năm tổ chức thành công tốt đẹp, đến nay, giải thưởng ngày càng giành được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trong cả nước. Với hàng trăm hồ sơ đăng ký tham gia, Hội đồng Giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm nay đã trao cho các doanh nghiệp đáp ứng những tiêu chí trong quy chế giải thưởng, đặc biệt ưu tiên về an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn cao trong sản xuất kinh doanh và những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng. Một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đã được giải thưởng lần này là công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum với 3 sản phẩm Nolico và K5 tăng lực nguyên bản, K5 tăng lực mật ong. Trải qua 20 năm phát triển, từ những cây sâm ngọc linh đầu tiên được tìm thấy, hiện nay công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã có hơn 600 hectare sâm ngọc linh trồng hoàn toàn tự nhiên dưới những tán rừng nguyên sinh nằm trên đỉnh Ngọc Linh có độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển. Công ty đã không ngừng đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, cập nhật xu hướng toàn cầu nhằm liên tục tạo ra các sản phẩm bền vững và hiệu quả. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 vinh dự nhận giải thưởng này. Và cũng qua giải thưởng, người tiêu dùng cũng sẽ có sự tin tưởng về những sản phẩm của Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 khi phân phối ra ngoài thị trường đã đạt được các tiêu chí như chất lượng cao, an toàn, hiệu quả nhằm phục vụ cho chăm sóc, bảo vệ và tăng cường sức khỏe thông qua các chế phẩm của Sâm Ngọc Linh. Mặt khác, giải thưởng cũng giúp cho chúng tôi nâng cao uy tín, niềm tin về chất lượng sản phẩm và thương hiệu trên thị trường. Vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chúc mừng những giải thưởng về huy chương vàng. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu công ty cổ phần Vinsin, là đơn vị hàng đầu trong việc bảo tồn phát triển các chế phẩm từ sâm ngọc linh với sứ mệnh đưa thương hiệu quốc gia ngày một vươn cao và bay xa ra thị trường trên thế giới. Sâm Ngọc Linh K5 cam kết kiến tạo hệ sinh thái với nhiều sản phẩm đa dạng và chất lượng cao nhất nhằm bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trao huy chương vàng cho 15 doanh nghiệp đầu tiên được trao giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay. Và quý vị hãy nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng họ. Kính thưa quý vị, và để góp phần cho sự thành công của chương trình ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã tham gia tài trợ, đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn và trân trọng kính mời lãnh đạo 4 doanh nghiệp sau đây sẽ lên sân khấu nhận thư cảm ơn và hoa của bác sĩ luật gia Phạm Hưng Củng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Xin được mời lên sân khấu công ty cổ phần Vinsin. Cảm ơn đại diện của 4 doanh nghiệp và hy vọng rằng trong tất cả những sự kiện tiếp theo, trong những giải thưởng của những năm tiếp theo thì các doanh nghiệp sẽ cùng đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa những sản phẩm tốt được vinh danh.